Thưa ông Nhân Dũng, nếu mà điều hành một cái đất nước mà lại làm đại cường quốc như nước Mỹ đó, mà cái cách nhìn như là một cái người điều hành một cái cơ sở thương mại, một con buôn chẳng hạn, thì rõ ràng là cũng thứ nhất thì ông nói là khó có thể tiên đoán, nhưng mà cái thứ hai nữa là đồng minh và ngay cả đối thủ của ông Trump cũng khó có thể biết trước. Trường hợp của ông ổn chẳng hạn, bây giờ không biết là cái cách mà ông Trump gọi là bày tỏ như thế thì cái phản ứng của ngồi lên mình có đoán được không? Và theo tôi nghĩ thì ông Kim Jong-un là cái người đang sung sướng ghê lắm. Là bởi vì rằng từ bao nhiêu năm nay, từ đời ông bố của ông Kim Jong-un là ông Kim chính Nhật, một cái điều mà Bắc Hàn họ luôn luôn đòi hỏi là được ngồi ngang hàng với nước Mỹ để ký một cái hiệp ước đình chiến. Là bởi vì cuộc chiến tranh ở Cao Ly đó, năm 1950 đó, nó chấm dứt mà không hề có một cái thỏa ước đình chiến giữa Mỹ và Bắc Hàn. Mỹ ký với Trung Cộng bảo là chúng ta ngừng, chứ Mỹ không có ký với Bắc Hàn. Một cái điều ao ước của chính phủ Bắc Hàn là được ký một cái hiệp định với Mỹ, có nghĩa là được ngồi ngang hàng với Mỹ. Bây giờ ông Kim Jong-un, ông đang sung sướng, và không những thế, tất cả các đài, các báo ở Bắc Hàn ấy, họ đang tung hê cái chuyện này lên là Mỹ đã nhượng bộ rồi. Cái điều mà chính phủ Bắc Hàn đòi hỏi bao năm nay, ông Trump đã chấp nhận. Và không những là ông chấp nhận ngồi với ông Yoon, mà ông lại còn nói những câu là vinh dự được ngồi với ông Yoon. Thì tôi nghĩ rằng trong cái chuyện này đó, ông Yoon ông ấy sẽ rất là sung sướng. Ông Tổng thống Donald Trump được mô tả như là một người rất là khó tiên đoán, tiếng Mỹ gọi là unpredictable. Thì ông Kim Jong Un của Bắc Hàn cũng là một người rất khó tiên đoán với cái tính khí như thế vân vân. Nhưng mà hai cái đều không có tiên đoán được đó. Gặp nhau thì cái gì xảy ra? Thì cái gì xảy ra nó là cái Mình chuyện không khó tiên đoán. đoán Nhưng mà đối với cả hai người đó đó, thì cái tính chất gọi là khó tiên đoán đó, đó là một cái điều mà họ nghĩ là lợi khí cho họ. Ông Trump, ông ấy có thể sử dụng cái tính không thể đoán trước, không tiên đoán được đó, để mà ông ấy làm cho tất cả những người đối thủ của ông ấy bối rối. Và ông Kim chính Nhật, ông Kim Jong Un cũng vậy. Cả hai người đó đó, họ dùng cái tính chất gọi là bất thường của mình để mà làm cho cái đối thủ của mình phải bối rối. Nếu mà quý vị ra đánh võ chẳng hạn, mà chúng quý vị biết hết cái võ của bên địch, nó thuộc về trường phái thiếu lâm hay là võ đang, thì lúc đó đó quý vị có thể đoán được mà chống trả được. Đằng đây nó đánh võ tự do không biết là cái gì cả. Nhưng mà trong hai người đó thì tôi nghĩ ông Kim Jong-un là cái người mà có lẽ dễ tiên đoán hơn. Bởi vì cái mục tiêu của ông ta rất rõ ràng, và cái vũ khí ông ta dùng cũng rất là rõ ràng. Còn ông Trump mới thật là sự là cái người khó tiên đoán. Thành ra là cái đối thủ của ông Trump sẽ sợ nhiều hơn là đối thủ của ông Un. Là bởi vì Bắc Hàn á, cái mục tiêu xa của họ là làm sao để mà thống nhất cái nước Hàn Quốc dưới chế độ Bắc Hàn. Mà cái đó họ không bao giờ thay đổi mà. Và cái chuyện nó cũng rất nhỏ, nó đối với lại cả cái bản đồ thế giới ấy, thì ông Un ông ấy không có nghĩ đến chuyện là phải chiếm nước Tàu hay là phải bắn sang Mỹ. Nhưng mà cái mục tiêu của ông là làm sao cướp được cái đất Nam Hàn. Cái chuyện đó nó rất là giản dị, mình có thể tiên đoán được. Cái thứ hai nữa là ông ta có một cái chế độ độc tài toàn trị, mặc kệ dân ta chết đói, còn miễn làm sao để mà mình giữ vững được quyền hành, cái đó là điều có thể tiên đoán được. Hay nghe cái chuyện mà ông ấy nói cho ông ấy thử bom nguyên tử, thì quả thật ông ấy thử bom nguyên tử, ông nói là sẽ bắn hỏa tiễn, thì đúng là ông bắn hỏa tiễn. Thành ra mình bảo là cái ông là người gọi là khó tiên đoán ấy, thì thực sự là khó tiên đoán ở cái chỗ là cái tánh khí nó trẻ con, nó khó tiên đoán, nó không thể nói chuyện như người lớn được. Nhưng mà còn cái hành động của ông ta thì đều có thể tiên đoán được hết. Thành ra trong cái cuộc đấu giữa hai người này đó, thì ông Trump có thể đoán được ông Ổn muốn gì và dễ dàng mà đối phó. Còn chính ông Ổn mà đối phó với ông Trump mới thật là đáng lo, là bởi vì ông ấy rõ ràng chuyện gì cũng vậy. Bữa trước ông nói thế này, bữa sau ông nói ngược lại, và ông coi chuyện đó là chuyện thản nhiên, chuyện không có gì đáng ngạc nhiên hết.
Thưa ông, Bắc Hàn liên tục thử võ khí, liên tục thử hỏa tiễn. Với cái một người mà đã từng ra lệnh giết vị dượng rể của mình bởi vì nghi ngờ là có thể liên quan đến Trung Quốc chẳng hạn, rồi ra lệnh giết cả người em, người cùng cha khác mẹ là Kim Jong Nam, mặc dù là cái bằng chứng nó cũng không có gì cụ thể nhưng mà ai cũng có thể suy đoán được như vậy cả. Như vậy thì liệu cái ông Ổn mà được mô tả là một thứ chí phèo của cái vùng đó đó, có dám gọi là như là lời tuyên bố là đánh chìm chiến hạm Mỹ nếu mà Mỹ mon men tới cái vùng biển đó? Bởi vì nếu như thế thì nó là một cái cục diện lớn. Dù rằng quý vị có nghĩ rằng ông Un là cái người gọi là bất định, khó tiên đoán, thì cũng không nên nghĩ rằng ông ta là một người ngu. Và thứ hai là đừng có nghĩ rằng ông ta không lo cho cái mạng của mình. Ông là người đủ thông minh để mà cai trị và để mà giết hết những đối thủ. Và thứ hai là chắc chắn ông ta lo cho cái mạng của ông ấy. Thì nếu mà lo cho cái mạng thì ông Un đã không bao giờ gây ra chiến tranh cả. Bởi vì gây ra chiến tranh á, thì chính ông Un là cái người chết đầu tiên. Và triều đại dòng họ Kim sẽ chấm dứt. Thì tôi không tin rằng có cái chuyện mà ông sẽ tấn công vào cái tàu của Mỹ. Một vài phút còn lại của chương trình ngày hôm nay thì nếu mà phải nhìn ra một cái tương lai nó gần một chút về cái tình hình và các hồ sơ căng thẳng tại vùng bán đảo Triều Tiên thì ông nhận định như thế nào? Mình biết là ông Trump là người khó tiên đoán, thành ra mình không dám nói rằng chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà chắc chắn là ông Trump sẽ dùng cả cái quân bài Trung Quốc, tức là nhờ Tập Cận Bình can thiệp, và cả cái quân bài dụ dỗ, tức là sẽ làm sao để cho Kim Jong-un biết rằng có thể nói chuyện được. Thì cả hai cái đó nó sẽ đi song song với nhau, nó sẽ dập dình bao nhiêu tháng nó không biết. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng không thể đoán trước được là cuối cùng hai bên sẽ đi đến cái chỗ như thế nào. Bây giờ không thể đoán được. Cứ tưởng tượng một ngày nào đó trên báo chí một xuất hiện cảnh một ông Tổng thống Mỹ cao to, tóc vàng, phơi phới, gió bay, ngồi với cái ông Á Châu thấp người một chút, béo, tóc thì dựng ngược lên, mắt tay nhau, cái hình ảnh đó chắc là vui lắm nhỉ. Dạ, tôi là cái người làm báo đó, tôi chỉ mong có cái dịp để đăng những cái hình ở đó thôi. Chào tạm biệt quý khán giả, và chúng tôi trở lại ngay với ông Nguyễn Dùng sau ít phút thông tin thương mại.